Sáng ngày 7 tháng 3, tại Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao tỉnh đã chính thức diễn ra lễ khai mạc Hội khỏe phù đổng tỉnh Vĩnh Long lần thứ 13 năm 2024. Tham gia ngày hội thể dục thể thao lớn nhất học đường của tỉnh có 3.270 vận động viên đại diện cho 47 đơn vị là các trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên và phòng giáo dục đào tạo các địa phương. Để lựa chọn những vận động viên đạt thành tích cao dự hội khỏe phù đổng cấp tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố cũng như các trường trung học phổ thông trong tỉnh đã tổ chức tốt hội khỏe phù đổng cấp cơ sở, cấp huyện. Tham dự hội khỏe phù đổng tỉnh lần thứ 13, các vận động viên tranh tài ở 336 nội dung thi đấu của 12 môn thể thao gồm bơi lội, cờ vua, đá cầu, taekwondo, võ cổ truyền, bóng chuyền, bóng đá, điền kinh, cầu lông, vo vi nam, đẩy gậy, thể dục tại 12 địa điểm trên địa bàn thành phố Vĩnh Long, thị xã Bình Minh và huyện Tam Bình. Phát biểu khai mạc, Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Trương Thanh Nhuận cho rằng Đại hội Thể dục Thể thao nhằm khuyến khích, động viên các em thường xuyên tập luyện và thi đấu thể thao trong trường học, nâng cao sức khỏe, phát triển thể chất, góp phần giáo dục toàn diện. Qua đó, phát hiện và bồi dưỡng tài năng thể thao thành tích cao tham dự hội khỏe phù đổng khu vực và toàn quốc. Sau lễ khai mạc, ban tổ chức đã trao huy chương cho các vận động viên đạt thành tích xuất sắc ở những nội dung thi đấu thuộc các môn bơi lội, cờ vua, đá cầu, taekwondo, võ cổ truyền, bóng chuyền, bóng đá của giai đoạn 1. Giai đoạn 2 diễn ra các nội dung thi đấu ở những môn còn lại và dự kiến đến ngày 9 tháng 3 sẽ tổ chức bế mạc.